Chào anh em, bên công ty lập trình Gia Long bên tôi mới nâng cấp cái bản phần mềm Toolhack Game. Ở bản nâng cấp lần này, bên tôi đã cải tiến thêm để khi anh em chơi, ăn được tiền của nhà cái sẽ không bị nhà cái phát hiện anh em gian lận và khóa tài khoản của anh em. Thì nay, tiện tôi sẽ lên clip, tôi sẽ test thử cái độ chuẩn xác của cái phần mềm bên tôi để cho anh em có thể thấy là anh em yên tâm là sẽ chơi, đồng hành, kiếm tiền cùng bên công ty tôi và giúp cho những anh em nào đang xa bờ bị mất tiền ở nhà cái, anh em sẽ về bờ an toàn anh em nhé. Ở phiên cược mới khoảng từ 5 đến 10 giây đầu, phần mềm sẽ trả kết quả và anh em chơi bên cổng game Go88 báo xỉu này và bên cổng game Sunwin báo tài, thì tôi sẽ đặt cược đều tay và đi đều tiền 5 triệu các bạn nhé. Anh em sử dụng cái dòng điện thoại gì tôi đều có thể cài đặt được cho anh em hết, điện thoại Android, iPhone hay là máy tính bảng hoặc là máy tính thì tôi đều cài đặt được cho anh em để anh em chơi hết anh em nhé. Bất cả anh em sử dụng cổng game nào như Go88, Sunwin, ZigVip, 789 Club, Cubet, chơi tài xỉu hoặc sóc đĩa, anh em chơi cổng game nào tôi sẽ cài đặt cổng game đó cho anh em. Bên tôi hỗ trợ hơn 200 cổng game khác nhau từ trong nước tới quốc tế. Đấy, chờ kết quả này. Ok anh em này, bên Go88 chuẩn xỉu này, 10 điểm xỉu này. Bên Sunwin 652 chuẩn tài anh em nhé. Tiếp tục lại chờ cái phiên cược tiếp theo để phần mềm sẽ báo trả kết quả để chúng ta có thể đặt cược. Đây, tôi đang test trên hai cổng game là Go88 và Sunwin này anh em nhé. Phần mềm này tôi đang cải đặt trực tiếp về máy báo tài anh em nhìn này. Nhìn trực tiếp trên màn hình có thể thấy này, báo tài này. Tôi sẽ đặt cược tiếp tục này, 5 triệu vào tài anh em nhé. Đấy, phần mềm đây chuẩn chỉ anh em nhìn này, có thể di chuyển trên màn hình. Đây mới là phần mềm chuẩn anh em nhé. Và đặc biệt hơn nữa là khi anh em sử dụng cái phần mềm bên tôi sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho anh em test thử phần mềm miễn phí, đánh lên tiền rồi mới phải thanh toán, cài đặt phần mềm trực tiếp về máy của anh em và chơi trực tiếp trên cổng game anh em đang chơi. Anh em test thử lạp tiền vào, đánh lên tiền rồi mới phải thanh toán anh em nhé. Chờ kết quả này xem là phần mềm báo có chuẩn xác không. Rồi 641 này, chuẩn tài này. Và 643 chuẩn tài bên cổng game Sunwin anh em nhé. Tiếp tục sang phiên cược mới, chờ phần mềm trả kết quả để tôi tiếp tục tôi đặt cược. Phần mềm báo xỉu này anh em nhìn thấy chưa, báo xỉu bên Go88 này. Tôi sẽ đặt cược 5 triệu này. Bên cổng game Sunwin cũng báo xỉu này, như anh em có thể thấy này. Đang báo xỉu anh em nhé. Tôi sẽ đặt cược 5 triệu vào xỉu. Khi anh em chơi theo phần mềm thì phần mềm báo bên nào anh em đặt cược bên đó và anh em đặt đều tay, anh em đi đều tiền. Tôi hỗ trợ cài đặt từ xa hoặc là anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng tôi tại Hà Nội và Sài Gòn. Tôi sẽ hỗ trợ cài đặt cho anh em. Ở xa thì anh em cứ kết bạn Zalo rồi tôi sẽ cài phần mềm, anh em test đánh lên tiền rồi anh em thanh toán phí cài phần mềm cho bên tôi, tránh những cái trường hợp anh em gặp những phải công ty không uy tín, người ta chuyển khoản người ta trước hay là cọc anh em bị lừa. Ok anh em này, chuẩn xỉu này. Đấy, chuẩn xỉu nhá anh em nhá. Đấy, phần mềm báo rất là chuẩn xác. Tôi sẽ test thêm cho anh em một phiên cược nữa, bởi vì đây là clip quảng cáo nên tôi không có nhiều thời gian để test cho anh em xem lâu dài được, nên anh em xem để có thể biết này. Báo tài anh em này, phần mềm báo tài này. Đây, báo tài nhá. Tiếp tục này, tôi đặt cược 5 triệu vào tài. Bên cổng game Sunwin báo xỉu. Báo xỉu thì tất nhiên là tôi sẽ đặt cược tiếp tục 5 triệu vào xỉu bên cổng game Sunwin anh em nhá. Anh em đừng có dại gì mà đánh xanh chín với nhà cái. Đấy, bán xe, bán cửa, bán nhà, bán tất cả. Nhà cái nó lập trình ra game thì làm sao mà anh em đòi chơi solo với nhà cái được. Anh em lên để tìm hiểu rõ về cái phần mềm để anh em sử dụng để kiếm tiền và gỡ gạt lại những gì mình đã mất. Đối với những cái thành phần lừa đảo thì anh em không nên chuyển khoản trước hay cọc trước cho người ta anh em nhé. Anh em cứ phải được test phần mềm rồi anh em thanh toán. Ok anh em, 641 này, chuẩn tài anh em nhé. Rồi bên cổng game Sunwin này, chuẩn xỉu anh em này.